Đấy, ta tặng con sẽ có một buổi dạ hội thật là lung linh nhá. Ta đi đây, cuộc đời sao con? Nhưng mà có ai đi lễ hội mà đi trên đất như này không? Ủa nhỉ, nó không có giày, giày của ta thì hơi to. À, đây rồi, ta còn một đôi giày. Ôi trời, đợi ta tí, nó đang thít cổ ta. Trời ơi, trần gian bây giờ thay đổi thế nhỉ. Mình cũng phải có một diện mạo mới thì nó có thể phù hợp với con người nơi đây. Mình phải đi xem là có ai khó khăn không, mình phải giúp đỡ mới được. Wow, cây cối xanh tốt, hoa lá tung bừng, là lãng mạn. Ở ngôi chị mình thế thôi nhưng mà không sống ở dưới hạ giới này được. Ta đi nha. Ta bay đây, mình này đây. Ta nghe thấy á, hình như ở đâu có một tiếng thở dài. Đằng kia có một tiếng thở dài à. Trời ơi, đâu nhở? Tiếng thở dài thế ở đâu? Cô bé ơi, sao con lại thở dài thế? Ở lớp con mới tổ chức buổi lễ hội. Nhưng mà con lại không có quần áo đẹp để mặc. Trời ơi, một cô bé xinh xắn như thế này à, mà không có quần áo mà không biết ta là ai không? Ta là Bụt đấy, ta vừa bay xuống đấy. Ta sẽ đi giúp những gì mà con khó khăn. Sao Bụt thì mà đeo kính, và liếm, đi đây thể thao. Trời ơi, con bé này nó ghê phết nhở. Đương nhiên rồi, bởi vì Bụt này á, ta giúp mọi người nhiều quá, ta đọc sách nhiều quá, ta rất là thông minh. Vì vậy mà ta bị cận, còn ta xuống trần gian ta cũng phải mặc giống người thường chứ. Đó, đẹp á, giống ngươi mà. Ngươi, ý chơi không phải đúng không? Ta sẽ biến cho ngươi một cái, rất là đơn giản. Bảo bối của ta đây, kìa, thấy chưa? Đây là một chiếc váy để cho con có thể đi dạ hội được đúng không? Đấy, ta tặng con sẽ có một buổi dạ hội thật là lung linh nhá. Ta đi đây. Cuộc đời sao con? Nhưng mà có ai đi lễ hội mà đi trên đất như này không? Ủa nhỉ, nó không có giày, giày của ta thì hơi to. À, đây rồi, ta còn một đôi giày. Ôi trời, đợi ta tí, nó đang thít cổ ta. Trời, con bé này nó hài quá à. Đây là bảo bối của ta đó, và trên thiên đình ta mang xuống. Đây, ta cho con cả đôi hài này nữa. Trời ơi, đảm bảo con đi con sẽ lội vần bất ở lễ hội của con luôn. Bác cảm ơn Bụt. Ồ, có vui thì nhá, nhớ báo cho ta nhá. Mẹ cảm ơn Bụt. Ồ, tạm biệt con, ta đi đây. Bụt kìa, bay như cái chim vậy. Ta nghe thấy nhá, ta không phải là chim đâu. Ta là bay đây. Trời ơi, giờ này con ngủ. Dậy, đi học, nhanh, dậy. Đến giờ rồi à? Ừ, đến giờ đi học rồi. Thế em đâu? Thế em đi đây. Thế em mờ à? Ui trời ơi, đúng là vào rừng mơ mất con tưởng thở. Giờ này làm gì có bố. Trời ơi, bỏ giày đi học nhanh lên. Trời ơi, mình không thể tưởng tượng được xu của chị hắn quần. Còn mơ là gặp cùng nữa. Nam như con đúng cùng chỉ có trong chuyện cú tích thôi. Này có cho quần áo nữa. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.